Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Mình là Game đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một vị tướng chính là Mikiko, đấng Mikiko ở trong loạn chiến mobile. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái chiêu 4 trước. Tại sao nói về chiêu 4 trước á? Thì mình sẽ giải thích cho mọi người đều đều. Đây là một con tướng rất là giống Yasuo. Chiêu 4 nó có tên là gọi là kiếm sĩ đạo, kiếm đạo gì gì đấy. Khi mà mọi người bật lên ý, thì cái đòn đánh thường của mọi người sẽ được gây thêm 120 sát thương trắng trắng vừa xong ấy. Nói chung là khi mọi người bật lên thì cái đòn đánh thường mọi người sẽ được cường hóa. Và mỗi lần mọi người đánh thường hoặc là dùng những chiêu khác bất kỳ sẽ giảm một giây hồi chiêu cho chiêu này. Và nó không chỉ cường hóa cho đòn đánh thường đâu. Khi mọi người bật cái chiêu 4 này lên thì chiêu 1 cũng có thể được cường hóa, chiêu 2 cũng được cường hóa, chiêu cuối cũng được cường hóa. Cường hóa đây chỉ gọi là tăng thêm sát thương mà thôi. Tăng thêm cái... Mình lấy ví dụ nhá, mọi người bật chiêu 4 lên, đánh thường 120 sát thương, cộng thêm là cái sát thương trắng trắng ấy. Mọi người bật chiêu 1 cũng được cộng thêm 120 sát thương trắng trắng. Nói chung là dùng thế nào thì cũng bằng nhau thôi. Mọi người vừa thấy mình dùng chiêu 1 kết hợp với chiêu 4 không? Chúng ta sẽ gây sát thương lan. Chiêu 1 là một chiêu gây sát thương lan. Và khi mọi người bật chiêu 4 xong, mọi người bật chiêu 1 có 5 con lính thì toàn bộ 5 con lính đó sẽ bị dính sát thương cộng thêm từ cái chiêu 4. Đó. Rất thích hợp để farm lính. Còn nếu mà tấn công một đơn vị thôi thì mọi người chỉ dùng cho mình cái chiêu 4 và đánh thường thôi thì mọi người sẽ farm quái rừng lẻ nhanh hơn. Còn với như kiểu mình lấy ví dụ nhá, một cái bãi cóc kia có 5 con cóc. Để mà mọi người dùng chiêu 4 đánh thường thì nó rất là lâu. Mọi người lên dùng chiêu 4 rồi mọi người dùng chiêu 1 thì nó sẽ nhanh lên rất nhiều. Và cái chiêu 4 này còn một cái lỗi tại nữa. Đó chính là khi mà mọi người dùng chiêu, mình lấy ví dụ nhé, mọi người dùng chiêu 2 hoặc là chiêu 1 và nó còn 8 giây hồi chiêu thì mọi người bật chiêu 4 lên, nó sẽ giảm hồi chiêu cho chiêu 1 và chiêu 2. Thời gian tồn tại của chiêu 2, chiêu 4 là 4 giây. Vậy là mọi người sẽ được giảm 4 giây hồi chiêu. Và mọi người sẽ được bật, sẽ được hồi chiêu 1, chiêu 2 rất là nhanh. Nói chung là kỹ năng của con này nó sẽ liên quan đến nhau rất là nhiều. Bật chiêu 1 lên thì nó sẽ giảm, bật chiêu 1 hoặc một chiêu bất kỳ nó sẽ giảm hồi chiêu cho chiêu 4 một, chỉ 1 giây thôi. Còn khi mọi người bật chiêu 4 lên thì chiêu 1 toàn bộ chiêu sẽ được giảm thời gian hồi chiêu là 4 giây. Trong vòng 4 giây sẽ được giảm 1 giây đấy. Đấng Mikiko của tôi. Ui may quá nó vẫn chết. Và mọi người cũng biết là vào chiêu 2 như mọi người vừa thấy mình dùng nó sẽ cắt theo một cái đường đi đấy. Và cái vết cắt đấy khi mà tướng địch trúng phải ấy, sẽ bị mù, mất tầm nhìn ấy, giống cái con xạ thủ đầu game mọi người được tặng ấy. Và chiêu 2 này cũng có thể kết hợp với chiêu 4. Mặc dù là nó là một chiêu thức gọi là gây sát thương lan, nhưng mà chỉ một kẻ địch duy nhất đầu tiên chúng phải mới bị dính sát thương từ cái chiêu 4 mà thôi. Ví dụ là chiêu 4 này tăng 200 sát thương trắng trắng ấy, sát thương cộng thêm, thì mọi người bắn chiêu 2 này trúng 4 con lính thì chỉ con lính đầu tiên được ăn thêm 200 sát thương trắng trắng thôi. Còn những con lính, 3 con lính còn lại thì sẽ không được ăn. Rồi mình sẽ lại một lần combo đây. Tiểu kiểu với chúng tôi này. Và cái chiêu 1 này nó còn một cái lỗi tại nữa. Đó chính là mọi người dùng chiêu 1 nó sẽ phải hồi chiêu đúng không? Và sau khi mọi người dùng chiêu 1 và mọi người giết địch hoặc là hạ địch hoặc là phụ ăn mạng hỗ trợ ấy thì chiêu 1 sẽ được hồi ngay lập tức. Nếu mà có điều kiện thì mọi người có thể nhảy 5 lần liên tiếp được ấy. Còn chiêu cuối thì nó là một cái dạng gọi là nó sẽ chém 9 lần liên tiếp ở trong một vùng nào đó, mọi người có thể điều khiển. Và tướng địch chiêu này chém 9 lần đam rất là to nhưng mà rất là dễ lé. Chỉ cần thoát ra khỏi vùng đấy thôi thì sẽ thoát khỏi sát thương mày này, rồi ulti này. Đó, nó chỉ được ở một cái vùng tròn tròn đấy thôi, nó không được xa cho lắm, nó chỉ trong cái vùng đấy thôi. Tướng địch chỉ cần thoát ra khỏi cái vùng đấy sẽ không bị dính sát thương nữa. Khá là khó nhỉ. Mà chiêu cuối này cũng có thể nhận được lỗi tại từ chiêu 4 đấy.
Rồi mình sẽ ăn con tính cướp của bùa xanh này. Không phải là bùa xanh, gọi là bùa thôi. Rồi có da cắt lựa phụ mình ở đây rồi. Cho mình xin con bùa, đừng có ăn của mình nhá. Bên kia thì cũng có Mikiko, đấng Mikiko. Nhưng mà Mikiko bên kia là hàng fake, hàng này là hàng real này. Mình có ulti rồi, mày chết chúng mày. Thôi chỉ là một combo cấu rỉa thôi, không đủ đam. Tí mình cái đồ mình sẽ xử nó. Là một sát thủ thì tất nhiên là nối lên trang bị sẽ là full đam rồi. Chiêu 2 thì cũng là một chiêu lan, nhưng mà không, nó kết hợp với chiêu 4 nó không được hiệu quả cho lắm. Con này đi trên top có thể đi rất là nhiều kèo, với kèo tay dài cũng có thể đi được nhá. Đi với kèo tay dài thì mọi người có thể cộng chiêu 2 trước rồi mới cộng chiêu 4. Mọi người có thể kết hợp chiêu 4 rồi bật chiêu 2 để cấu rỉa máu địch. Nhưng mà nếu mà có con lính nó mà đứng trước tướng địch ý, nó sẽ bị nhận cái sát thương từ chiêu 4 trước. Và chiêu 4 sẽ không bị nó không thể lan được sát thương ra người. Bom bom này hơi liều nhỉ. Rồi ulti xịt. Ulti rất là dễ lé luôn. Nó cắt tận 9 đòn, nhưng mà nhiều khi chỉ dính độ 4 đến 5 đòn thì tướng địch đã thoát được rồi. Trừ khi là nó bị khống chế, bị làm chậm hoặc là bị giữ chân hay là choáng gì đấy thì mới bị ăn dính trọn 5-9 đòn. Giày mình hôm nay mình lên chính là giày Mala nha. Tuổi gì bắt gà. Chiêu 2 có khả năng gây mù. Khi mà tướng địch bị ngù ấy thì tướng địch đánh vào người mình thì mình sẽ có khả năng lé. Rất là lợi trong cái khoản solo. Ô kìa, ô thôi mình bị mù à. Rồi mình xong quỷ diện rồi, quỷ diện một món trang bị rất là toàn diện đấy. Đó mọi người thấy không? Mình cứ đánh thường là chiêu 4 được hồi luôn được kìa. Ô có người biết ngay mà. Tụi mày qua vẫn thoát. Đừng bắt em nhá, lém cái chiêu lém chiêu 2 để gọi là nhỡ mà nó đuổi theo nó bị dính nó sẽ bị mù không đánh được mình. Khi mà mọi người chiêu cuối con này hồi cũng rất là lâu. Nối cái lối chơi của con này thì mọi người chơi theo cái lối chơi bật chiêu 1 này. Rồi lém chiêu 2 này. Còn chiêu 4 thì mọi người không cần dùng cũng được. Chiêu 4 mọi người có thể dùng liên tục. Đây cứ dùng liên tục này, cứ hết chiêu mọi người dùng cho mình để chiêu cuối hồi nhanh hơn, chiêu 1 chiêu 2 hồi nhanh hơn. Đó. Khi bật chiêu 4 lên thì sẽ được giảm 4 giây hồi chiêu cho chiêu cuối đấy. Mọi toàn bộ chiêu sẽ được giảm 4 giây hồi chiêu. Rồi thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Chiêu cuối mình lại hồi được à? Mọi người mình có một mẹo di chuyển cho mọi người rất là nhanh. Đó chính là mọi người bật chiêu 1 như này. Bật chiêu 1 nhá. Rồi. Không phải. Hơi nhầm một chút bởi vì là mình còn farm lính. Chết tôi rồi. Khi mọi người bật chiêu 4 ý mình ở đây đấy, khi mọi người bật chiêu 1 đúng không? Thì chiêu 4 sẽ được giảm thời gian hồi chiêu. Nhưng mà không cần thiết bởi vì chiêu 4 nó đang gọi là đang chưa cần hồi, mọi người bật chiêu 1 lên. Rồi, chiêu 1 của mọi người sẽ là 5 giây hồi chiêu, 8 giây hồi chiêu chẳng hạn đi. Xong mọi người bật chiêu 4, cứ di chuyển đi thì chiêu 4 sẽ được giảm 4 giây hồi chiêu. Trong vòng 4 giây thì chiêu 1 của mọi người sẽ được hồi ngay lập tức. Và sau khi dùng chiêu 1 để di chuyển một lần nữa thì chiêu 4 chắc là cũng sẽ hồi luôn. Chắc là thôi. Bởi vì mọi người phải lên cho mình đủ 40% giảm hồi chiêu nhá. Nối lên đồ 40% giảm hồi chiêu của mình hôm nay thì sẽ là giày phép và quỷ diện và búa băng 15% này. Và cái rùi tím là 10% này. Và cái ma chảo 15% là đủ 40% nhá. Mọi người có thể tha hồ dùng chiêu 1 và chiêu 4, chiêu 2, toàn bộ chiêu xả liên tục luôn. À cái ulti thì nó hồi hơi lâu một chút. Rồi. Bộ combo của con này thì cũng rất là đa dạng. Cái bộ combo đầu tiên thì mình sẽ nói bộ combo đơn giản nhất thì chiêu 1 nhảy vào, lém chiêu 2 rồi bật chiêu 4 đánh thường rồi ulti. Đó là combo đơn giản nhất. Còn combo cũng có thể mọi người cũng có thể dùng ulti ngay lập tức. Mọi người có thể là dùng chiêu 4 này, rồi mọi người dùng ulti. Rồi mọi người mới dùng chiêu 2 rồi mới dùng chiêu 1 để đuổi. Cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà chiêu 4 là khó trúng lắm. Hoặc là combo cấu rỉa như là bật chiêu 4 rồi lém chiêu 2. Hoặc là bật chiêu 4 rồi chiêu 1 để gây sát thương diện rộng nhiều hơn. Ô thằng danh con này nó bố láo này.
Lại bố láo lại đó. Nó lé được mấy đòn của mình rồi, nên là nó quả đấy mà lé trọn trọn vẹn là cũng gần chết đấy. Chiêu thì mạnh nhưng mà rất là dễ lé. Chiêu cuối ấy. Chiêu hai còn mù được lính kìa. Nhưng mà mọi người chơi con Mikiko đấy thì mình nghĩ là mọi người nên kết hợp chiêu cái chiêu 4 với chiêu 1 là nó sẽ tối ưu nhất, bởi vì là nó sẽ gây sát thương lan. Hoặc là mọi người cũng có thể kết hợp với chiêu cuối, nhưng mà cũng không cần thiết lắm đâu, bởi vì chiêu cuối hồi lâu lắm. Còn kết hợp với chiêu 2 thì lính đông quá thì cũng chịu thôi. Cũng có thể dùng ulti để lé chiêu. Ra cát lượng, thầy ra cát lượng tuyệt. Được rồi, thẳng danh con này. Rồi chiêu 1 lại được hồi ngay lập tức rồi nhá. Cứ giết người xong là được hồi ngay lập tức. Ui cái con kia nó chấm máu kìa. Con này không đùa được với con này đâu. Con này nó khỏe lắm, đam nó to. Nó lại còn dùng chiêu nhiều nữa. Mình cũng từng làm một video về con Crystal đấy cho mọi người rồi. Một video đấy thì mình bắn mọi người, mình bắn nhanh lắm. Mình dùng chiêu 2 liên tục luôn. Chiêu 4 lại được hồi rồi kìa. Con này nhiều combo lắm, được gọi là đấng cũng được ấy nhỉ. Đây. Bật chiêu 4 rồi bật chiêu 1. Mọi người thấy 295 sát thương trắng kìa không? Cái sát thương trắng đấy là sát thương từ chiêu 4 mà ra đấy. Nó sẽ gây sát thương diện rộng lên toàn bộ mấy con cóc. Thôi chạy ăn đóng băng là chết đấy. Không đùa được với con kia đâu, cái con kia nó khỏe lắm. Mình sát thủ mình còn sợ đâu cơ. Rồi lại bật chiêu 4 này. Bật chiêu 4 thì sẽ hồi chiêu cho các chiêu còn lại rất là nhanh. Ôi đồ cắm mắt này nó nhìn thấy kìa. Tương lai thì chắc là khi mình sẽ mua con tướng này và có thể làm nhiều video về con này cho mọi người xem hơn. Đối với một tiêu diệt hai con quái con xong thì lên dùng mỗi chiêu 4 đánh thường thôi thì sẽ farm nhanh hơn. Ồ, có bắt được cái thằng này không nhỉ? Nhảy ui xịt, trời ơi. Đâu rồi? Mình vừa lém trúng con kia thì nó có khả năng tàng hình mãi mãi. Khó nhỉ. Mày xịt kìa. Trúng là mày chết rồi. Ơi, nó tàng hình. Thôi lại bật chiêu 4 để hồi chiêu cuối lại vậy. Chiêu cuối tuy là mình lên nhiều đồ giảm một chiêu nhưng mà hồi nó vẫn nhanh lắm. Hồi vẫn lâu lắm. Bắt đầu lên cái rùi tím này. Ăn rồng rồi. Chiêu cuối còn có 18 giây thôi. Nhờ cái khả năng gọi là mình bật chiêu 4 liên tục. Mọi người chơi con này phải bật chiêu 4 liên tục cho mình nhá. Hết lại bật. Cứ bật chiêu 4 và chiêu 1 để di chuyển thôi. Còn chiêu 2 là khi đánh nhau cần thiết thì cũng dùng. Chiêu 2 này khi mọi người bắt AD cũng rất là hợp. Mày chết rồi. Rồi chiêu 1 lại hồi này. Lại bật chiêu 1 lần nữa để chạy này. Khá là tuyệt vời luôn. Một con tướng nó khá là toàn năng. Thằng đánh con này dám đánh đệ tao à? Mình sắp hồi chiêu cuối. Nó vừa dùng chiêu cuối xong rồi nó làm gì còn chiêu đâu. Đây là bom bom à? Từ từ. Cứ bình tĩnh. Nhìn nó trâu quá, không dám đánh. Ui xịt, ui giờ chạy. Quay lại đánh được không nhỉ? Rồi mày mất ulti rồi, nó mất ulti rồi mọi người. Nó mất ulti rồi. Nó mất ulti thì xin vĩnh biệt cụ nha. Mega kill rồi, mình xin cái mega nhá. Xin vĩnh biệt cụ luôn. Mình những cái pha này thì mình không cần dùng chiêu 4. Bởi vì là mình muốn hồi máu. Mình muốn hút máu để hồi máu nhiều. Mình bật chiêu 4 thì mình sẽ... Không bật chiêu 4 thì được chém thêm độ 2 phát nữa thì được hồi thêm ít máu ấy. Khi mà đầy máu rồi thì không cần thiết lắm. Mình lên cái đôi giày mala nhá. Về cuối game khi mà thừa tiền thì mọi người có thể lên... Lên thẳng cái giáp cối luôn để hồi cho nó nhiều. Mà lại còn được hồi cả máu luôn. Thôi chưa? Chưa dính hết toàn bộ combo mà cũng đã mất hơn nửa cây rồi. Con này tuy là tàng hình nhưng mà mình vẫn nhìn thấy nó này. Ui rồi ôi bạn ơi, bạn chơi bẩn, bạn sao bạn chơi bẩn thế? Bạn chơi thế thì mình đánh nhau sao được? Thanh niên Mikiko bên kia cũng có kỹ năng lé kinh phết nhỉ? Người ta đang đuổi người ta gần hạ được địch rồi bố lên bố ulti chứ.
Mà cái ulti của con Gia Cát Lượng hồi nó cũng có nhanh đâu, bố dùng luôn. Đấy, dùng rồi làm gì còn chiêu mà giao tranh. Rồi, mình dùng ulti xong mình lại dùng lại chiêu một chạy. Đố anh bắt được em. Mikiko này khi mọi người đuổi địch ý, trừ khi mà địch còn quá ít máu thì hãy dùng ulti nhá. Mọi người mà dùng ulti xong thì mọi người không 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 chạy được đâu. Trong lúc mình dùng ulti thì mình sẽ bị đáp đất rất là lâu. Ồ, may vẫn sống nhờ. Hoàn Vũ trận này khá là ối rồi ôi. Ui giờ lé được kìa. Thằng bom bom kia nó lên tanh nó khỏe lắm. Ui dồi lé. Rồi cái kỹ năng lé của gà game cũng phải gọi là thượng thừa luôn. Ô đừng 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 đừng, đừng giết em, đừng giết em. Rồi, rồi chiêu chiêu cuối còn 15 giây. Mình chỉ cần bật độ khoảng một lần chiêu 4 nữa là rồi, hồi rồi, bật bật chiêu 4 một lần nữa, đúng một lần nữa là hồi. Và hồi rồi này. Rồi, ulti hồi rồi, mày chết rồi. Không chết kìa. Cái chiêu cuối con này nó đam to lắm nhưng mà nó dễ lé. Dùng chiêu 2, dùng chiêu 2 kết hợp với chiêu 4 nó chỉ gọi là để cấu rỉa thôi, không thực sự là hợp cho lắm. Dùng chiêu 1 với chiêu 4 vẫn là hợp nhất. Ui xịt kìa. Mình sắp hết mana rồi. Con này cũng khá là tốn mana bởi vì là cái lối chơi của nó là bật chiêu chiêu 4 liên tục và bật chiêu 1 liên tục. Nói chung là dùng chiêu liên tục. Mày tao đố mày chạy đấy. Rồi đáp đất, liệm đi em ơi. Ui đừng 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 em xin em xin. Đừng 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 em đừng 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 đừng. Ô ra Cát Lượng hay này. Ô ra Cát Lượng chết rồi kìa, chấm máu kìa. Ra Cát Lượng này chiêu cuối năm to nhở, hôm nào chơi thử. Mình chắc cũng sắp full đồ rồi. Món cuối thì mình sẽ lên cái mắt trừ tà là full rồi. Ôi con Kit Crystal này nó khỏe lắm mọi người ơi. Ôi khó nhở. Cái combo mà mình hay dùng nhất ý, đó chính là dùng ulti đầu tiên, rồi mới dùng chiêu 2 đánh thường, rồi dùng chiêu 1, rồi là mới dùng chiêu 1 đuổi tiếp hoặc là chạy. Nhiều khi là cả combo là nó lé được hết đấy. Chiêu cuối nó dễ lé lắm mọi người ạ. Còn trường hợp mà mình mà xác định là tướng địch là còn chấm máu ấy thì mình đuổi luôn. Khi mà mình dùng chiêu 1 mà giết được tướng địch ấy hoặc là đánh thường chết tướng địch ấy thì chiêu 1 sẽ hồi ngay lập tức mà. Hồi ngay lập tức thì lại đuổi tiếp hoặc là chạy. Con tướng này gần đây, phiên bản gần đây thì cũng mới được buff đấy mọi người ạ. Trước thì chỉ có đánh thường thì mới được hồi 1 giây cho chiêu 4 thôi. Còn bây giờ thì sau khi mà được điều chỉnh ấy thì cái chiêu 4 mọi người đánh thường cũng được rồi hồi 1 giây. Nhưng mà dùng chiêu, mọi chiêu thức cũng sẽ được hồi 1 giây cho chiêu 4. Chiêu 4 là một chiêu cũng khá là quan trọng cho con này để tăng đam cho những cái đòn đánh thường. Ôi đúng là hảo hán né kinh. Chạy thì gọi là nhanh hơn. Thôi rồi. Ôi sao team tôi chết hết rồi này. Đánh đấm kiểu gì này. Ôi ăn tạm con quái trước đã. Mọi người thấy chiêu 4 của mình đam to không? 500 đam đấy. Khi mà chơi con này mọi người lên lưng mắc chiêu 4 cho con này trước. Rồi lưng mắc chiêu 1. Còn ulti thì cứ lên never thì lâng cho nó thôi. Mày chết rồi. À, thanh niên dùng ulti lé này. Cắt 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 cắt. Ôi không được mạng nào. Liều luôn liều. Liều thì ăn nhiều, liều ăn nhiều. Ui. Châu thế nhờ. Ui. Chán thật sự đấy. Tìm team càng về lết thì bên kia nó càng áp đảo nhỉ. Bắt, nếu mà bắt được con Crystal kia thì win. Phải bắt được cái con Trượng Băng kìa là. Nó win cũng rồi ôi sao còn có bố không biết chơi này. Lại còn phải để cho ông Quan Vũ dạy cho cách chơi rồi ôi. Thì hóa ra là test tướng à. Hẹn nào từ nãy mình chơi cứ thấy đụt đụt. Cứ thấy cái ông tiểu kiều đụt đụt thế nào ấy. Thì ra là không biết chơi rồi ôi. Tưởng mình cứ tưởng là ôi dồi ôi bố hèn nào. Hèn nào đụt thế. Rồi. Thôi để cho thằng AD nó ăn. Mình sắp full đồ rồi.
Dù gì thì dù dù chơi nào thì chơi, gánh tem nào thì úi. Tuổi gì bắt anh. Đây, pha này mình dùng chiêu cuối để gọi là lé skill và dùng chiêu một chạy. Chiêu cuối thì con này cũng giống như con bom bom nhưng mà nó không được, nó là dạng sát thương lan. Nó giống như con Murat ở bên Liên Quân ấy. Còn bom bom thì giống như Zeal ở bên Liên Quân ấy nhưng mà nó là bản nâng cấp hơn. Thôi, lên tấn công đi, mình ôm cho. Thằng bom bom kia nó cũng phải về thôi. Nó không về thì lát nhà. Nhảy này. Rồi lại bật chiêu tiếp này. Chiêu 1 còn 1 giây này. Chiêu 2 thì mình nghĩ là nhà làm game nên sửa một chút cho cái chiêu 2, gọi là để cho chiêu 2 nó kết hợp với chiêu 4 dính toàn bộ mục tiêu ấy thì nó sẽ gọi là sao nhà làm game không cho luôn nhỉ, bởi vì là cho thêm một chút sát thương lan thì cũng có sao đâu nhỉ. Lan được đúng một mục tiêu thôi nên là cũng hơi bị hụt hẫng một chút. Rồi, mình dùng chiêu cuối để cấu rỉa máu nó cho nó về. Sao nó trâu đấy nhỉ? Dính mấy nhát chém mà không chết nhỉ? Ra cát lượng khá là khỏe luôn. Kìa. Ô kìa. Thôi, không cần về nữa. Lại hồi chiêu 4 rồi này. Lại bật chiêu 4 lên rồi chiêu 1 và chiêu cuối lại hồi tiếp rồi này. Vẫn phải về nhỉ? Về để dọn tân lính này thôi cho team win luôn. Win được gì nữa nhỉ? Rồi, ok. Chắc là video của mình đến đây cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like và một nút subscribe kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì tạm biệt mọi người.